Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tim răng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiên ngậm ngùi, nhưng còn tin vào ngày mai trong Chúa, chẳng có chia lìa, chẳng có hồn tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi, như bóng câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội, con tin rằng ngày mai trong Chúa, hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Bao năm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiện linh. Sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Maria Trần Thị Thu lại ra đi trong những ngày chuẩn bị Tết mà chính chị cũng không bao giờ nghĩ như vậy. Bởi vì ngày hôm trước chị vẫn còn đi để phục vụ người ta qua biển bán trái cây. Và đúng như vậy, sáng hôm qua lúc 2 giờ sáng tôi lăn lỏng thắt đi lấy sức dầu cho chị. Cả một cái gian nhà mà chúng ta đang đứng đây, đây là trái cây, các thùng trái cây.
Nếu mà chị biết trước và gia đình anh ước biết trước thì có lẽ đã không có những thùng trái cây đó để phục vụ mọi người trên Tết này. Nhưng đó lại là một điều mà chúng ta phải suy nghĩ qua cái sự ra đi của chị Maria Trần Thị Thu. Chắc chắn rằng với sự ra đi của chị sẽ để lại chúng ta rất là nhiều những suy nghĩ về thân phận, về cuộc đời, và nhất là làm chúng ta phải canh thức và phải chuẩn bị qua biến cố này. Bởi vì có những người chờ đợi, có những người mong muốn kêu xin Chúa biết bao nhiêu năm tháng nhưng lại không được Chúa gọi. Mà chị trong lúc còn hai người con nhỏ, còn người chồng đang cái tuổi 34, đang cái tuổi mà chí bùi để lo cho gia đình và những tương quan và xã hội, thì Chúa lại đưa chị về với Chúa. Chắc chắn mỗi người chúng ta không thể không suy nghĩ, và có lẽ qua cái sự ra đi của chị, nhiều người sẽ làm lại đời sống của mình trong đời sống đức tin và lòng yêu đến Thiên Chúa. Trong giờ phút này, chúng ta sẽ cầu nguyện cho chị, và đặc biệt chúng tôi xin được chia buồn cùng với quý sơ và tất cả cộng đoàn, xin được chia buồn với ông trưởng đức về, cũng như là hai người con nội tập và ngoại tập về sự ra đi của chị Maria. Được rồi, chúng ta hãy tin thác cuộc đời chúng ta vào Chúa. Với sự ra đi của chị, không có gì trên trần gian này là vĩnh cửu, mà chỉ là nay còn mai mất. Không có gì là chọn người tất cả, mà chỉ là chuẩn bị. Hôm nay từ chức thứ hai của chị Maria, chúng ta làm nghi thức phát tang để những người thân trong gia đình, đặc biệt là người chồng và hai con, đánh dấu một khúc quanh của cuộc đời, một sự chuyển biến mà người chồng như người con không thể làm mà nghĩ được ngày hôm nay là làm như vậy. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa nói chúng ta như thế nào trong giờ này. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah: Ngày ấy trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc, tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi sân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa thường sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói: Đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỉ vui mừng bởi được người cứu độ. Đó là lời Chúa. Tôi sẽ đưa tôi đất sống nào.
chị em thân mến. Khi làm giáp trang và mang ca phục ở trên người, dầu đồ trên đầu hay quàng trên cổ, là để tưởng nhớ đến người thân đã qua đời. Tuy người thân của chúng ta đã vĩnh viễn ra đi và không còn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống trần gian này, nhưng như thế không có nghĩa là đã chấm dứt tất cả. Tuy người thân của chúng ta đã khuất bóng hình hài, nhưng họ vẫn còn hiện diện các thiêng liêng màu nhiệm quanh cuộc sống của chúng ta, như chị Maria Trần Thị Thu sẽ không thực hiện thế chung, không thực sự chết khi tâm trí chúng ta còn tưởng nhớ tới chị Maria. Khi mang tam phục là dấu hiệu nhắc cho chúng ta nhớ đến chị Maria Thị Thu đã khuất, nhớ đến để cầu nguyện, nhớ đến để tiếp tục yêu thương, nhớ đến để hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp được chị Maria Thị Thu trên cõi vĩnh hằng của Đức Chúa. Tam phục màu trắng đối với truyền thống dân tộc Việt Nam là màu của tăng chế, của đau thương, của bệnh viện. Nó lên nỗi lòng đau đớn của kẻ ở người đi. Nhưng đối với cơ mặt Đức Tin, màu trắng cũng là màu tinh truyền, trong trắng, thanh sạch, vĩnh cửu, gợi cho chúng ta nhớ lại chiếc áo trắng tinh truyền mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa, để trở thành con người mới, thành chi thể trong nhiệm thể của Đức Kitô. Xin cho tân quyến khi mặc áo tăng màu trắng này luôn hướng về Chúa, biết nhận Chúa làm lẽ sống, làm gia nghiệp của cuộc đời, biết sống thanh sạch, tinh tuyển và luôn sẵn sàng canh thức để chờ đón ngày Chúa trở lại đón chúng ta về với Ngài. Giờ đây xin mời ta đứng để chúng ta xin Chúa đón. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Chúa là đấng tạo thành, nguyện xin Chúa thanh hóa những tăng phục này để chúng trở nên dấu chỉ qua tình hiệp thâm với người qua cô, cũng như để thể hiện tấm lòng đền ơn đa nghĩa và để những thành viên trong đại tăng quyến biết yêu thương gắn bó đùm bọc lẫn nhau, tha thứ cho nhau như Chúa đã yêu thương tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con khi mặc nên tác phục này được thêm lòng tin tưởng vào Chúa và tâm hồn được an ủi. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây xin ra
Hiện tâm với người thân của chúng ta là chị Maria Trần Thị Thương đang đối diện với Thiên Chúa tấn công bằng nhưng cũng rất là đầy tình thương. Chúng ta hãy thưa với Ngài bằng những lời ân tình nguyện xin để cầu nguyện cho chị Maria Trần Thị Thu. Chúa đã phán, ta không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng muốn nào ăn năn và đều sống. Xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm cho linh hồn Maria đã cho phạm vi còn sống, và cho linh hồn Maria được sung vầy bên Chúa. Xin Chúa lắng lời chúng con. Thiên Chúa là Cha yêu thương và thương xót con cái mình. Xin Chúa cho linh hồn vừa Maria vừa về với Chúa được hương niềm vui muôn đời. Xin Chúa lắng lời chúng con. Chúa bạn, cầu Chúa sẽ không phải thất vọng bao giờ. Xin Chúa nhìn lên và ban ơn cho gia đình của linh hồn Maria đang trong cơn u sầu mất mát, để mọi người luôn được bình an và vững tin vào Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã thi hành thành ý Chúa Cha trong mọi sự. Xin Chúa cho chúng con bền độ trong đức tin, luôn trung thành sống theo tin mừng không lối và gắn bó với hội thánh, để hưởng niềm nước vui nơi trời vinh phúc mà Chúa đã thiết lập vì chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vâng, lời Chúa yêu thế và theo thế thức người dân chúng ta ra nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh Cha đã giao, nơi Cha chỉ đến, ý Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con ra trước cám dỗ, lạy Chúa, chị Trần, chị Maria Trần Thị Tư khi còn sống ở đời này đã được Chúa cho ra nhập toàn thân tâm. Bây giờ đây, xin Chúa nghe là chúng con cần nguyện mà nôn lòng từ khi đón nhận chị Maria Trần Thị Tư và người ca thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Maria để nghỉ yên muôn đời, mà cho ánh sáng làm thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Đức Chúa Giêsu, cho lấy trời và cho thế gian con với ba năm cùng chịu thương sự thương khó cho các linh hồn thiên ma được rồi. Vì vậy chúng con xin Cha bất nhân lành vô cùng, xin Cha vận hành cho linh hồn Maria đã cầu nguyện hôm nay hoặc ở gian nơi đỡ điện rồi. Vì xin mơ cơ tù nạn ấy cho ra mà đem đến chốn nương mọi sự vui văn na nước điện hạ. Vì công nhận Chúa nào chịu nằm chịu chết vì chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu con, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đổi được, ôi Chúa hẳn có lòng ngay. Cũng vì lời Chúa phán ngơ, con đã trông thấy Chúa, linh hồn con thấy vì lời hứa ấy. Vì đã trông thấy Chúa, nhưng nghe nàng dẫn đơn Chúa trời, đêm nay ấy trong tay người cho biết, vì người bất nhân này hay thương vô cùng, sẽ ta đến mọi lối nối. Nghe nàng dẫn người đây tại nay Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi.
Maria cho khỏi tù ngục. Mẹ Đường Nhĩ Yên Amen. Lời ơn Đức Chúa Trời là đấng chỉ một lòng thương gian đa trở liền mãi. Chúng con sắp định kêu xin Chúa cho linh hồn Maria là đầy tớ Chúa đã qua đời. Xin Chúa chú để cho linh hồn này phải tay ma quỷ. Đừng quên linh hồn này đời đời. Lời sau đó
lúc đó thì thời sau lúc nào đã chúng ta dừng lễ lúc đó rồi chúng ta đi ngày tiếp rất là nhiều những việc vậy, cho nên là sẽ không phải tới 8 giờ mà chỉ phải 7 giờ 4 năm là ta sẽ dừng lễ rồi. Xin chúng ta biết rõ chương trình như vậy thì chúng tôi cũng được chia buồn với tất cả đại năng quyến, bà nội, rồi ông bà ngoại, nhưng tất cả nội tâm ngoại thập, đặc biệt là ông Trưởng Ước và những người con. Và chúng ta tiếp tục công nghiệp cho chị Mai nhà. Chúng ta đã nhận phần này của chúng tôi chúng ta được không? Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Quý chức bạn hành giáo, quý các bạn hành đoàn thể, các đặc biệt, ca đoàn, hiền mẫu, cũng như hội cảnh đồng giáo sư Tân Bồ. Linh hồn Maria, người thân yêu của Tam Quyến chúng con, đã bừng nghe lời Chúa gọi từ giã trần thế ta đi an nghỉ trong Chúa. Cách tiền đối với linh hồn Maria của Tam Quyến chúng con, khi được nhận được tin đau nặng, cha xứ đã đến làm các phép ý đích cuối cùng cho chị Maria. Và khi chị Maria chút hơi thở cuối cùng vì tình yêu thương của vị mục tử, cha đã động viên lên ủy gia đình Tam Quyến và lên chương trình tang lễ cho gia đình Tam Quyến chúng con. Ngày hôm qua, cha đã về làm nghi thức nhập quan cho chị Maria. Và trong lúc này đây, cha đã hiện diện trong phòng tang chức linh cữu của chị Maria, nhạc thép tang phục để cho những người thân thương trong gia đình Tam Quyến chúng con nhận những chiếc tang phục này tỏ lòng thành kính báo hiếu tri ân người đã khuất. Trong lúc này đây, gia đình chúng con đang đau buồn trước sự ra đi của chị Maria. Cho phép con được hai lời cho gia đình Tam Quyến cách kiến đối với người bạn đời cùng với hai người con của chị Maria. Xin chân thành cảm ơn và cầu chúc cha được dồi dào sức khỏe, chặn đại lòng ân của Chúa, ơn Chúa Thánh Thần để cha giúp đỡ công việc phục vụ tại giáo xứ, trong đó có gia đình Tam Quyến chúng con. Và chúng con cũng chân thành cảm ơn quý vị các đoàn hiền mẫu cũng như hội thánh của giáo xứ Bình Điện yêu thương đã đến phục vụ chương trình tang lễ cho gia đình Tam Quyến chúng con trong những ngày tang lễ này. Bây giờ này sẽ còn được đại diện Tam Điện Tam Quyến xin cúi đầu đa tạ và chân thành cảm ơn cha xứ, quý vị, quý chức cùng toàn thể cộng đoàn. Xin cha xứ, quý vị, quý chức cùng toàn thể cộng đoàn tiếp tục giúp đỡ và cho nên thiên chúng lời cầu nguyện thật thiết tha cho linh hồn chị Maria của gia đình Tam Quyến chúng con, để cho chị Maria của chúng con được sớm hưởng mùa xuân trên thiên quốc. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Giờ đây chúng con mời cha xứ, quý vị cũng như ca đoàn trở lại phòng khách để Tam Quyến chúng con được đón tiếp. Hiện đang trên sợ mới xả vinh, nên được tin báo buồn này, các quý vị đã đề nghị trong phòng tang để bày tỏ lòng thành kính tiếp thân vô hạn
cũng như tiễn biệt người bạn chờ của mình không còn nữa. Các quý vị về đây cũng có hoa tươi đến sáng hương trầm cùng với phong thư. Xin được kính viếng linh hồn chị Maria, xin trân trọng kính mời đoàn. Nhân dân bước di ảnh cũng như hoa tươi đến sáng hương trầm kính viếng linh hồn chị Maria để viếng và tìm chọn các cấp, xin được bắt đầu. Xin Chúa đừng phát linh hồn chị Maria kính cẩn đàn gia tăng, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa quý vị dòng Đa Minh, dòng tinh vương, dòng Đa Minh và trung ương giáo phận Bùi Chu, kính thưa quý ban phụng vụ cửu tân, quý anh chị em trong gia đình Đa Minh giáo xứ Tân Bồi Kim Mến, kính thưa các vị quý khách đang hiện diện nơi đăng quyến Kim Mến, chúng tôi được tin chị Maria đã an nghỉ trong Chúa và theo tinh thần của hình đoàn giáo dân Đa Minh lúc còn sinh thời, vì điều kiện của chị chưa gia nhập vào gia đình Đa Minh được, nhưng đối với chị đã gia nhập vào ân nhân của binh đoàn tỉnh dòng nữ vương các cánh từ đạo Việt Nam. Hôm nay chúng tôi được tin đó, cha đặc trách binh đoàn giáo dân Nam Minh có gửi qua lá thư qua quý ban phụng vụ binh đoàn giáo dân Nam Minh giáo phận Mùi Chu. Hôm nay chúng tôi đại diện về đây thứ nhất là chia buồn nỗi đau thương mất mát của đối với anh cũng như đại gia đình nội ngoại, bố mẹ cô dinh của anh của chị. Và giờ đây chúng tôi sẽ căn cứ vào số vi bằng trước khi tỉnh dòng nữ vương các cánh từ đạo chuyển về cho giáo phận cũng như giáo hạt tổ sư của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm hồ sơ
chuyển vào tỉnh dòng nữ vương các cánh tử đạo Việt Nam, để tỉnh dòng nữ vương các cánh tử đạo Việt Nam in ấn tên tuổi của chị Maria vào sách chia sẻ tin mừng và thông báo cho quý anh chị em toàn quốc cùng hiệp tâm cầu nguyện cho chị, là một vị ân nhân của binh đoàn tỉnh dòng. Giờ đây, qua nát hư của cha đặc trách, tôi đại diện cho ban thường vụ huynh đoàn giáo dân Nam Minh các cấp thực hiện nghi thức theo một khống binh đoàn giáo dân Nam Minh. Huynh đoàn giáo dân Nam Minh Việt Nam 226, 29 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thơ Vân Yêu kính gửi Tam Quyến, chị Maria thuộc giáo xứ Tân Bồi, giáo phận Bùi Chu. Chúng tôi được tin chị Maria Phạm Thị Ước là ân nhân của huynh đoàn giáo dân Nam Minh Việt Nam, đã an nghỉ trong Chúa. Quý cha đặc trách và ban phụng vụ huynh đoàn giáo dân Nam Minh các cấp xin gửi đến Tam Quyến lời thăm hỏi chân thành và xin được chia sẻ niềm thương tiếc trước sự ra đi của người thân yêu của quý vị. Kính thưa Tam Quyến, vì lòng yêu mến Chúa và giáo hội, chị Maria Phạm Thị Ước đã chia sẻ với huynh đoàn lòng quảng đại của mình. Nhờ đó huynh đoàn các cấp được thuận lợi hơn trong các sinh hoạt và thi hành sứ vụ tông đồ. Chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ đón nhận linh hồn chị Maria là vị ân nhân vào hưởng vương quốc đã dành sẵn từ tuổi đời đời cho những ai có lòng yêu mến. Với lòng biết ơn, chúng tôi đã thông tin đến quý cha đặc trách và huynh đoàn giáo dân Nam Minh toàn quốc để dâng các thánh lễ và cầu nguyện cho người quá cố là chị Maria. Ngoài ra, hàng tháng, mỗi tháng và những các dịp lễ đặc biệt của dòng, quý cha đặc trách và huynh đoàn giáo dân Nam Minh sẽ dâng các thánh lễ để cầu nguyện cho các quý vị ân nhân còn sống cũng như đã qua đời, trong đó có linh hồn chị Maria thân yêu của chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót đón nhận vị ân nhân của huynh đoàn vào hưởng nhan thánh Chúa, đồng thời ban ơn nâng đỡ và an ủi cho mọi người trong Tam Quyến. Văn phòng huynh đoàn tỉnh ngày 16 tháng 1 năm 2023, đặc trách huynh đoàn tỉnh dòng nữ vương các cánh tử đạo Việt Nam, Giuse Mai Văn Điệp OP, thay mặt ban thường vụ huynh đoàn giáo dân Nam Minh Việt Nam, trưởng ban do Kim Nguyễn Hồng OP. Giờ đây nát thư của cha đặc trách huynh đoàn giáo dân Nam Minh đã kết thúc. Tôi mời một vị đại diện cho Tam Quyến hiệp nhận nát thư điệp để hiệp thông với gia đình Nam Minh của chúng tôi để cầu nguyện cho chị Maria là ân nhân. Thật sự đây, đại đoàn đã thiết tập đoàn đến vào sân tăng để làm lễ kính viếng linh hồn chị Maria gồm các đơn vị, đó là các anh chị em và các cháu bên nội, các con cháu nội ngoại cụ Khôi, sông thượng làm trưởng đoàn, anh chị em và các cháu bên nội do ung viện làm trưởng đoàn, gia đình các em các cháu họ ngoại do ông Triều làm trưởng đoàn, gia đình bà Tâm và bà ông bà Tấn và các em, cũng như chú Nguyên và các em do chú Nguyên làm trưởng đoàn. Xin các đoàn chúng ta sẽ thiết lập đoàn để chúng ta vào phòng tang để tổ chức chung giờ viếng trong giờ lạc. Xin các đoàn chúng ta sẽ thiết lập đoàn. Giờ đây phái đoàn dòng tộc, các cụ công các bà anh em cha bác dòng tộc nội ngoại cũng như thân phận quý thuộc của quý thuộc và quý thuộc đang là những đoàn chúng ta sẽ tạo. Thank you.
tế phẩm kính yêu. Tiếp đến là con cháu họ gọi cùng vui, chúng ta nên dâng hương cao cả hàng hoa tươi kính yêu. Sau đó nếu có con cháu mong ngoại cùng khôi đến anh chị em và các cháu bên đôi. Sau anh em các anh chị em và các cháu bên đôi xin mời đến con cháu và bố ngoại cùng với cô chú Nguyên và các con, chúng ta nên dâng hương đang bản mạng hoa tươi kính yêu. Chào chúc tại đây các cụ ông các bà anh em cha bác cô chú bác cô dì cô vợ anh chị em bên đội cũng như bên ngoài đang thể hiện những tiết thử sâu đậm cuối cùng dành cho người con người cháu người chắc người em người chị quả mình trong sản phẩm không còn nữa. Sau các cụ ông các bà anh em cha chú bác dòng và mọi người đến và đại biểu con anh chị em con cháu dòng đồng họ ngoại. Máu mủ ruột thịt trong lúc này đây, các anh, các chị, tiện biệt em, các em tiện biệt chị, người con, người cháu, người chắc của chúng ta đầy cuối. Đoàn tụ gia đình vắng bóng một người con, người cháu, người chắc, một người chị em trong dòng phận từ nay đi sẽ khuất vắng vạn đời. Tất cả tâm tình của các quý vị, các cụ bố, cụ ông, cụ bà, anh em, cha, chú bác, cô dì, cậu vợ, các anh, các chị, các em và các cháu. Chúng ta đã làm tất cả những gì tốt nhất dành cho linh hồn người thân yêu của chúng ta là chị Maria. Với tất cả những nghĩa cử chúng ta dành cho chị Maria bằng việc làm cụ thể cũng như sự hy sinh giúp đỡ trong những ngày tang lễ này và hơn bao giờ hết trong lúc này đây, chúng ta vừa thể hiện tình cảm chia đi tiễn biệt kẻ ở người đi. Giờ đây xin mỗi người chúng ta hướng lòng lên Chúa, sốt sắng dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện thật sốt sắng để cầu nguyện cho linh hồn chị Maria.
người con, người cháu, người chắt của chúng ta đến chị Maria sớm được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Xin mọi người chúng ta bắt đầu giờ tình nguyện. Nhân ơn cha và con và thánh. Của ta đây là như làm cho chính ta,
Xin Chúa trả công những vị ân nhân vì Chúa đã giúp đỡ chúng con. Xin cho những việc lành phúc đức mà họ đã làm khi còn ở đời này được Chúa thanh tẩy và trở lên lời ca ngợi vinh quang Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin đoái thức đoái nhìn và thương xót tất cả chúng con đây là những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cậy trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh để khi qua khỏi đời này chúng con được sum họp với linh hồn Maria trong nước Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha đất nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ lỗi lầm cho linh hồn Maria. Ước gì ngày sau hết con gái Chúa là linh hồn Maria được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa với trời mà xuống thế gian, ta mười ba năm cùng chịu nhân sự thương có cho các linh hồn thiên la được rồi thì lời chúng con xin Cha rất nhân lành. Xin ta mặc mặc cho linh hồn Maria đã cầu nguyện hôm nay hòa còn tam đôi nữa niệm tội thì xin cơ cơ tù là bấy cho mà đem đến cho không mọi sự vui thân là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa đã chịu lan chiêu trên vì chúng con. Lạy Chúa, con ở dưới vườn sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thâm nhận lời con kêu van. Nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tội nào ai đổi được, bởi Chúa hằng có lòng này cũng vì lời Chúa mà nữa con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân được Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho nên. Ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu mãi linh hồn Maria cho khỏi tù và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Trời là Đức Chí một lòng thương xem tha thứ niềm mau hãy chúng con dân mình kêu xin Chúa cho linh hồn Maria là đầy tớ Chúa đã qua đời. Xin Chúa cho để cho linh hồn này khỏi tay ma quỷ, đừng quên linh hồn này đời đời. Một tiếng thanh thiên thần nhận lấy đưa lên thiên đàng. Linh hồn này khi sống đã trông cậy Chúa thì khi chết khỏi xuống qua ngục được lên thiên đàng. Thương hữu vui vẻ vô cùng vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Vâng, hiện diện trong phòng tang trước linh cữu của chị Maria lúc này đó là quý vị đại biểu đại diện cho ban hành giáo và cầu quản giáo xứ Nam Hòa. Sau khi nhận được tin báo buồn, chị Maria vị ân nhân của giáo xứ và cũng là người gái cố hương của giáo xứ Nam Hòa an nghỉ trong Chúa. Các quý vị đại biểu đại diện cho ban hành giáo cùng toàn thể công đoàn giáo xứ Nam Hòa đã thành lập đoàn viếng trang trọng về phòng tang hiện diện trước linh cữu của chị Maria lúc này để tỏ lòng thành kính tiếp thương vô hạn cũng như kính viếng vong linh hồn chị Maria lần cuối. Tôi xin mời đoàn lên dâng hương tang đặt hoa tươi và lễ phẩm kính viếng. Lễ viếng xin được bắt đầu. Thank you.
và phần dâng hương tam tạp hoa tươi lễ phẩm kính viếng của quý vị đại biểu đại diện cho ban hành giáo giáo xứ Nam Hòa đã kết thúc. Đương vô hạn cũng như tiễn biệt một công dân trong xóm gần cuối, tôi xin mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, lễ viếng của đoàn đã hoàn tất, ban tổ chức lễ tang và gia đình tang quyến xin chân thành cảm ơn quý đoàn do cô Phạm Thị Vui làm trưởng đoàn. Sau khi nhận được tin báo buồn, người mẹ kính yêu của cháu Đỉnh an nghỉ trong Chúa, sum họp cùng với tổ tiên, các quý vị đại biểu đại diện cho ban giám hiệu trường tiểu học cũng như các em học sinh lớp 3D1 đang tề tựu trong phòng tang để bày tỏ lòng thành kính tiếc thương vô hạn cũng như tiễn biệt người mẹ kính yêu của em Đỉnh lần cuối. Giờ đây tôi xin mời đoàn nên dâng hương đăng, đặt hoa tươi và lễ phẩm kính viếng lễ viếng của trường tiểu học Hải Minh tập thể lớp 3D1 xin được bắt đầu. Ban đồng cảm cùng với giám định lúc này đó là các bạn học sinh cùng lớp 3D1 đang thể hiện cảnh chiêm nghiệm tiễn biệt người mẹ kính yêu của người bạn mình lần cuối. Các em đang ngậm ngùi cùng với nén hương thơm dâng lên Thiên Chúa kính viếng thi hài người mẹ kính yêu của giám định. Trong lúc này đây, thật đúng là tình cảm cùng trang lứa trên ghế nhà trường, các em người bạn của mình mất đi người mẹ đáng kính không còn nữa, để lại cho gia đình tam quyến sự hụt hẫng, đặc biệt đối với em trang lứa tuổi cần sự chăm sóc lo lắng của người mẹ. Nhưng trong lúc này đây, em phải xa lời người mẹ đảm kính của mình. Đồng cảm với em trong lúc này, các thầy cô giáo đại diện trong trường tiểu học xã Hải Minh cũng như cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh trong lớp 3D đang thể hiện những nghĩa cử cuối cùng dành cho người mẹ kính yêu của em Tình, đang ngậm ngùi nương tiếc cùng với nén hương thơm kính viếng thi hài chính ba thi hài. Đang tiến vào phòng tang lúc này đó là quý vị đại biểu đại diện cho ban giám hiệu trường trung học cơ sở xã Hải Minh, ban thường trực hội phụ huynh hội chữ thập đỏ do thầy Nguyễn Hùng Cường phó hiệu trưởng làm trưởng đoàn cùng với tập thể học sinh lớp 7C1 trường trung học cơ sở Hải Minh do em Hoàng Thị Phương Thảo lớp trưởng làm trưởng đoàn. Sau khi nhận được tin báo buồn người mẹ kính yêu của em Phạm Gia Hưng an nghỉ trong Chúa sum họp cùng với tổ tiên, nhận được tin báo buồn, ban giám hiệu hiện trường trung học cơ sở xã Hải Minh, ban thường trực phụ huynh hội chữ thập đỏ cùng với các em học sinh lớp 7C1 đang tề tựu trong phòng tang do thầy Nguyễn Hùng Cường phó hiệu trưởng trường đạo trưởng đoàn.
Nhận được tin báo buồn, ban giám hiệu cũng như ban phụ huynh và hội chữ thập đỏ các em học sinh trong lớp 7C đã thành lập đoàn viếng trang trọng tiến vào sân tang. Trước linh cữu của chị Maria lúc này, người mẹ kính yêu của em Hương, để bày tỏ lòng thành kính tiếc thương vô hạn cũng như kính viếng người mẹ kính yêu của em Hương lần cuối, giờ đây tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu đại diện cho ban giám hiệu trường trung học cơ sở xã Hải Minh, ban thường trực phụ huynh hội chữ thập đỏ cũng như các em học tập thể lớp 7C1 nên dâng hương tặng, đặt hoa tươi và lễ phẩm kính viếng. Lễ viếng xin được bắt đầu. Giờ đây đoàn viếng quý thầy cô giáo đại diện cho ban giám hiệu hiệu trưởng trường trung học cùng với ban giám hiệu và hội chữ thập đỏ, các em tập thể học sinh lớp 7C1 đang ngập ngùi cùng với nén hương trầm dâng lên trước nhan chúa kính viếng linh hồn đi cứu người mẹ kính yêu của em Hưng. Trong lúc này đây, quý thầy cô giáo cũng như ban phụ huynh hội chữ thập đỏ cách đặc biệt các em học sinh lớp 7C2 C1 đang đồng cảm với gia đình tặng quyến cách tiền đối với em Phạm Gia Linh đang gặp mùi liên tiếp nên dâng tuần hương kính viễn người mẹ kính yêu của em Hưng, người bạn cùng ngồi trên ghế nhà trường hôm nay mất đi người mẹ kính yêu. Sự ra đi này để lại cho em sự hụt hẫng. Đúng ra trong lúc này em cần tới bạn thay yêu thương sự chăm lo của người mẹ, nhưng giờ đây em không còn được như vậy nữa, phải nhờ tới quý thầy cô giáo, ban phụ huynh hội chữ thập đỏ cũng như giáo viên chủ nhiệm và các em, các bạn học sinh trong lớp 7C1 nâng đỡ giúp đỡ em để em chu toàn bốn phận trên ghế nhà trường trong con đường học vấn. Sự đồng cảm của các bạn học sinh trong lớp trong lúc này đây nó lên tình cảm đồng cảm thương tiếc chia đi tiễn biệt người mẹ kính yêu của người bạn mình không còn nữa. Tiếc thương vô hạn cũng như tiễn biệt người mẹ kính yêu của em Phạm Gia Hưng lần cuối, giờ đây cho phép con đại diện cho ban tổ chức lễ tang xin được kính mời quý thầy cô giáo đại diện cho ban giám hiệu hiệu trưởng trường trung học cùng với ban phụ huynh hội chữ thập đỏ và tập thể học sinh lớp 7C1 xin mời các quý vị hướng tâm và linh cứu người mẹ kính yêu của em Phạm Gia Hưng để chúng ta dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, lễ viếng của đoàn đã hoàn tất.
cho các con đại diện ban tổ chức lễ tang gia đình tang quyến cách tiền đối với em Phạm Gia Hưng. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo, ban giám hiệu, hiệu trưởng, thầy cô giáo chủ nhiệm, ban phụ huynh và các em học sinh tập thể lớp 7 C1 trường trung học cơ sở xã Hải Minh. Xin quý thầy cô, ban phụ huynh ngộ chữ thập đỏ đặc biệt đối với các em trong tập thể lớp 7 C1 tiếp tục nâng đỡ, giúp đỡ em Phạm Gia Hưng để em chu toàn một phần trong con đường học vấn. Sau khi nhận được tin báo buồn, người bạn của tập thể lớp 9E không còn nữa, các quý vị đại biểu đại diện cho tập thể lớp 9E đang lên dâng hương, đang đặt hoa tươi và lễ phẩm kính viếng người bạn của mình không còn nữa. Con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa hãy lắng nghe lời kêu. Thần dương hương đang kính viếng tiễn biệt người bạn kính yêu của mình đã kết thúc. Giờ đây xin mời các bạn chúng ta dâng lên Chúa lời kinh cho bạn mình. Hiện diện trong phòng tang chức nghiên cứu của chị Maria lúc này gồm quý thầy đại chủ viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đang phục vụ tại giáo xứ, quý dì Dọc Đa Minh tu xá Thomas Aquino cùng quý chức ban hành giáo cựu tân, quý các ban ngành đoàn hội cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tân Bồi do chủ tục làm trưởng đoàn. Nhận được tin báo buồn, người tín hữu trong cộng đoàn giáo xứ Chúa gọi về nhà cha an nghỉ trong Chúa đã được quý chức ban ngành giáo, quý các ban ngành đoàn hội cùng các tướng bậc tạo mọi điều kiện tốt nhất nên chương trình giúp đỡ cho chương trình lễ tang. Và trong lúc này đây, những nghĩa cử cao đẹp cùng với những tâm tình mà quý chức ban ngành giáo, quý các ban ngành đoàn hội cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ thể hiện cảnh chia đi tiễn biệt một người tín hữu trong cộng đoàn giáo xứ lần cuối. Cho phép con đại diện ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho cộng đoàn giáo xứ nên tổ chức và điều hành lễ đi thăm viếng. Xin trân trọng kính mời. Xin Chúa thương xót linh hồn chị Maria. Kính thưa quý thầy, quý dì, kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa quý thầy, quý dì, quý các phụ trùng tự tân, quý ban hành giáo tân cựu, quý các hội đoàn cùng toàn thể các ban ngành và cộng đoàn, chị Maria trong giáo xứ của chúng ta
đã nghe tiếng Chúa gọi về nhà cha. Trong giáo xứ nhận được tin báo buồn, giáo xứ có tổ chức thành lập phái đoàn gồm quý thầy, quý dì, quý các cụ trùng và toàn thể quý chức, quý các hội đoàn trong giáo xứ về tam trường có lời thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình tan biến, lời chia buồn sâu sắc nhất. Vậy giờ đây ban tổ chức chúng tôi xin kính mời các vị đại diện cho giáo xứ có vòng hoa hương nến nên kính viếng linh hồn chị Maria, xin kính mời. Để tiếp theo chương trình, tôi xin kính mời hoàng gia trưởng có vòng hoa hương nến lên kính viếng linh hồn chị Maria. Công của để xây dựng công trình.
Hôm nay chị Maria không còn nữa, đang rất trong Chúa, thật là một sự trống vắng cho gia đình ta quyến. Xin Chúa xuống ơn cho gia đình trong lúc đau thương này. Cách riêng xin Chúa là Cha nhân từ, rộng lượng hải hà, tha thứ những lỗi lầm còn thiếu sót, sớm đón nhận linh hồn Maria vào nước hàng sống muôn đời. Kính mời ông quản nguyện kinh cầu cho linh hồn Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Vâng, lạy Cha,
vì ý cha muốn như vậy. Mọi sự cha đã được cha ta trao phó cho ta, và không ai biết cha con trừ ra cha, và cũng không ai biết cha trừ ra con. Và kẻ con muốn mặc vải cho, tất cả hãy đến với ta. Hỡi những ai có nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn Maria
Chúa, xin cho linh hồn Maria được hưởng phúc thánh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời dùng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đói nhìn và xót thương tâm ta chúng con đây, như kế hàng vâng tin và phục sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cần trông của chúng con mỗi ngày thêm vượt mãi, để khi qua cõi đời này, chúng con được Chúa đón nhận vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời dùng con. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Maria. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là linh hồn Maria được phục sinh trong hào quang khói trắng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. À, xin được cảm ơn ban lãnh đạo tăng và thành phần và sư tân bổn sẽ cộng biệt tân bổn ba đi. Vâng, chúng con trân trọng kính mời quý thầy, quý dì, quý chức cũng như toàn thể cộng đoàn an toàn. Và để nói năm cảm bế tri ân quý thầy, quý dì, quý chức cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ giờ đây, con xin kính mời vị đại biểu đại diện cho tạm quyến sẽ đến có được lời cảm ơn. Phúc cho những ai đã được nghi trần trong ơn nghĩa Chúa. Kính thưa quý thầy, quý dì, quý các cụ trùng tân cựu, quý ban hàng giáo, cùng toàn thể các hội đoàn, các ban ngành của toàn giáo xứ. Chị Maria được Chúa gọi về thật là để lại một sự đau thương tăng tốc, nỗi buồn vô hạn cho một người bạn đời trăm năm và hai cháu nhỏ. Thật là một nỗi thương nhớ đối với gia đình của anh đây, cũng như toàn thể cha chú bác trong dòng tộc. Thật là một nỗi nhớ thương. Vậy hôm nay được sự quan tâm của quý thầy, quý dì, quý các cụ trùng tân cựu ban hàng giáo, cùng các ban ngành, cùng toàn thể hội đoàn và trong giáo xứ, trước hết đã đến tại gia đình Gia Tam có những vòng hoa, bức chướng, phong thư và cũng có lời chia sẻ đối với gia đình Gia Tam, và sau thêm lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa ban cho chị Maria khi còn sống ở trần thế này sự yếu đuối mỏng giòn, không thể tránh khỏi những sự thiếu sót lỗi với Chúa và cộng đoàn. Nhờ lời cầu nguyện của toàn thể cộng đoàn của giáo xứ dâng lên Thiên Chúa, xin Chúa rộng lòng thứ tha, ban cho chị Maria được cháu được về hưởng sự tôn nhan Chúa. Và giờ đây con xin thay diện cho trước hết là anh ước đây và cũng là Gia Tang và hai cháu, cũng xin hết lòng cảm đội ơn thầy, dì cũng như các cụ cùng toàn thể cộng đoàn trong toàn giáo xứ. Xin Chúa ban nhiều hồng ân xuống trên thầy xứ cũng như dì cùng các cụ cùng các ban ngành luôn luôn được hồn an sắc mạnh, và con xin chân thành cảm ơn và bái tạ. Để con làm thành kính cũng như kính viếng người mẹ thiêng liêng của mình, đó là các con thiêng liêng, rồi đến các con thiêng liêng của ông bà ngoại, cũng tiễn biệt người chị em của mình không còn nữa. Giờ đây xin toàn chúng ta lần lượt đêm dâng nắng hoa tuần hương kính viếng tiễn biệt. Xin trân trọng kính mời. Tiếng biệt người em của mình không còn nữa. Các cụ công các bà tiếng biệt người con người cháu người chắc của mình lần cuối. Thật đúng là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trong lúc này đây, các cụ công các bà quý cố đang ngậm ngùi tiễn biệt người con người cháu người chắc của mình không còn nữa. Các con tiễn biệt mẹ, người bạn đời tiễn biệt người bạn đời suốt đời chung thủy của mình không còn nữa. Anh chị em ruột thịt tiễn biệt người em người chị của mình lần cuối. Xin hội kinh vân côi, chúng ta cùng vào viếng luôn trong giờ này. Xin hội kinh vân côi. Bước chân đi qua tháng năm vội vàng, có tiếng cười buồn vui kiếm người. Ôi cuộc đời còn nhiều nỗi. Thank you.
hoa kia ngày nào sắc thắm, nhưng hôm nay hoa vội biến ta thân thong tồn tại trong chúng. Sau tuần con cháu chắc anh em thân tộc đột ngoại đã đến hội kinh Vân Côi, chúng ta ngậm ngùi nên dâng tuần hương kính viếng tiễn biệt một thành viên trong hội kinh Vân Côi lần cuối. Sau đó chúng ta sẽ chung trong những giây phút cuối cùng tỏ lòng thành kính báo hiếu tri ân cũng như tiễn biệt một người chị em của chúng ta lần cuối trong giờ này. Trong nghi thức làm giây phút tiễn biệt cũng là nghi thức dập mạch. Còn việc dập mạch thì chúng ta trong đêm nay tùy nghi giờ là thuận tiện thì gia đình chúng ta sẽ làm công việc đó, còn nghi thức thì con sẽ làm trong giờ này. Ngày đến ra cho con điều về bên Chúa là muốn thôi. Chỉ có Chúa mới là niềm vui đích thực. Chỉ có Chúa mới là tình yêu tuyệt đối. Chỉ có chị Maria trong lúc này, xin mọi người chúng ta sẽ quây quần bên nghiên cứu để chúng ta làm giây phút tiễn biệt. Kính thưa linh hồn chị Maria Trần Thị Thu, kính thưa quý cộng đoàn hiện diện cách đặc biệt trong gia đình nội ngoại đôi bên cùng với hội kinh Vân Côi, chúng ta đang quây quần bên nghiên cứu của chị Maria Trần Thị Thu trong lúc này đây. Hơn bao giờ hết, tiễn cảnh chia đi tiễn biệt, chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể còn làm được cho người đã khuất. Và cũng đã để tâm tình trong lúc này đây với thân xác bất động của chị Maria, chúng ta thổ lộ tất cả những gì chưa thổ lộ được với nhau trong cuộc sống thường nhật. Thì trong lúc này đây chúng ta sẽ thổ lộ với chị ít phút trong giờ phút tiễn biệt này. Đối với chị Maria Trần Thị Thu, với cuộc đời ngắn ngủi trên trần gian mới 34 năm, biết bao công lao khó nhọc, sự nuôi nấng chăm lo của bố mẹ nội ngoại đôi bên, đến tuổi trưởng thành cùng với người bạn đời là anh ước vun trồng xây đắp vun vén cho gia đình, nhằm với gia đình được trong ấm ngoài êm mọi sự tốt đẹp. Biết bao những thao thức, những dự định trong tương lai lo cho gia đình cách đặc biệt, vun vén cho hai người con của mình. Nhưng lúc này đây, chị Maria đã từ giã cõi trần để lại tất cả là đi, để lại cho người bạn đời sự hụt hẫng, các con vắng bóng mẹ, anh chị em đột thịt vắng bóng một người em người chị không còn nữa. Anh chị em thân tộc nội ngoại, các cụ công các bà, anh em cha bác bên nội cũng như bên ngoại, mất đi một người cháu. Trong lúc này đây, trong những ngày trước đây, chúng ta còn gặp chị Maria, chị còn nói lời cảm ơn, lời chào thăm và những lời xin lỗi. Nhưng trong lúc này đây, chị Maria nằm bất động nơi đây, không còn được nói nên lời cảm ơn,
lời chào thăm và lời xin lỗi tới tất cả các quý vị được nữa. Cho phép con thay lời cho chị Maria với thân xác bất động nơi đây. Xin bố mẹ, nội ngoại đôi bên, các cụ công các bà, anh em, cha bác, thân tộc nội ngoại, bà con dâu xóm cố hương cũng như hội kinh bân côi cách đặc biệt đối với người bạn đời và hai người con yêu quý của chị Maria. Trong cuộc sống trên trần gian không tránh khỏi những lời ăn tiếng nói, cách cư xử trong cuộc sống với thân phận mỏng giọt yếu đuối, với cố tình hay hữu ý có làm Phật nằm quý đứng bậc bề trên cũng như tất cả các đứng bậc người. Trong lúc này đây, xin các quý vị cũng bỏ qua tất cả để cho chị Maria Trần Thị Thu được thanh thản ra đi an nghỉ trong Chúa. Và đó cũng là những ước nguyện của mỗi người chúng ta còn thi hành nhiệm vụ trên trần gian này. Phần chúng ta là những người còn thi hành nhiệm vụ trên trần thế này, trong cuộc sống thường nhật gặp nhau hàng ngày, trong cuộc sống lúc vui cũng như lúc buồn, lúc thuận cũng như lúc không thuận, có những điều chúng ta đã làm và chưa làm được cho chị Maria, chồng đối với vợ, các con đối với mẹ, anh chị em ruột thịt đối với người chị em ruột của mình không còn nữa, quý cố, quý cụ, quý ông, quý bà, anh chị em, cha chú bác, cô dì cậu mợ, quý khách xa gần cũng như bà con dâu xóm cố hương và hội kinh mật côi. Chúng ta những gì chưa làm được cho chị Maria thì trong lúc này đây chúng ta cũng cúi đầu nghiêng mình trước linh cữu của chị Maria. Xin chị cũng bỏ qua tất cả để cho chúng tôi là những người còn sống trên trần gian này cố gắng sống tốt hơn, để ước gì sự ao ước của mỗi người chúng ta được hẹn lại gặp nhau trên nước thiên đàng với tất cả những nghĩa tình cảm thương mến, sự lưu luyến, tiếc thương cũng như những nỗi đau đớn trong lúc này đây với tâm tình của kẻ ở người đi. Nghĩa tử là nghĩa hết, kính mong quý đứng bậc, quý khách xa gần, bà con dâu xóm phố hương cũng thông cảm bỏ qua tất cả. Trong tâm tình đó, giờ đây mỗi người hiện diện trong ngôi nhà thân thương này, nơi phòng tang này, bình minh cứu của chị Maria, xin tất cả các quý vị hướng tâm về linh cứu của chị Maria để chúng ta dành giây phút tiễn biệt. Phút giây tiễn biệt xin được bắt đầu. Phút giây tiễn biệt đã qua, như vậy chúng ta đã làm tất cả những gì dành cho người đã khuất. Phần chị Maria trong lúc này đây phải cậy nhờ tới sự hy sinh, lời cầu nguyện của tất cả các đứng bậc người còn sống trên trần gian này qua các giờ cầu nguyện và các thánh lễ. Kính mong quý vị nhớ và cầu nguyện cho chị Maria không những hôm nay và cho đến mãi mãi. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta sẽ hiệp ý trong giờ viếng cuối cùng và cũng là giờ làm nghi thức dập mạch cho chị Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa trao rồi cho đấng muôn.
Nếu thân xác là ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất bị khi bị phá hủy đi, thì theo thánh ý Chúa, chúng ta vẫn còn nơi ở trên trời, không phải do tay người phàm làm ra, nhưng do Thiên Chúa. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu mà chúng ta ai nấy cũng sẽ trở về với lòng tin yêu cảm mến. Chúng ta sẽ phó dâng người chị em của chúng ta là linh hồn Maria trong bàn tay từ ái của Thiên Chúa. Giữa cơn thử thách này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô đứng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta. Chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện cho linh hồn người chị em của chúng ta là linh hồn Maria. Xin tội toàn đáp lại, đại Chúa xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lợi khi thay đơn đối diện với bầu nhiệm sự trên. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Xin ở lại cùng chúng con. Đứng trước cảnh chia ly tan tóc này, chúng ta lại xin Chúa cho linh hồn Maria được hơn lòng Chúa so thương. Chúa xin ở lại cùng chúng con. Trong giây phút bàng hoàng này, bàng hoàng đau thương và bối rối này, chúng con lại xin Chúa gìn giữ linh hồn Maria. Này Chúa xin ở lại cùng chúng con. Cứ gì chúng ta sẽ nhớ mãi hình ảnh thân thương của người chị em chúng ta là linh hồn Maria, và hy vọng chắc chắn có ngày gặp lại nhau trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con đài xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã đến lúc người chị em của chúng ta là linh hồn Maria sẽ từ giã căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh chiều mến của người chị em chúng ta là linh hồn Maria. Xin đừng để chúng con như những người ngậm ngùi đắng cay vì mất mát hay nuối tiếc những chuyện không đâu, nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước Chúa, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Này Chúa xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời. Không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mẹ.
mây trời quyến rũ hồn con, như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyến xuống hồn con, như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đôi giờ. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến.